Yeah, tất cả chú ý. Một hàng ngang tập hợp. Dạ. Đâu tất cả chú ý. Ta đứng dưới này mà sao vậy? Một hàng ngang tập hợp. Lớp nghỉ. Nghiêm. Điểm danh. Lâm có. Tường có. Tường có. Ngân có. Tôi có. Bắp có. Rít có. Hiếu có. Xin hỏi các đội đâu mất một thành viên rồi ạ? À? Hiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn một thành viên ở đâu? Để em sao rồi. Để em sao rồi. Trường Giang, hãy giải thích lý do vợ anh đâu? Như những gì trên hình ảnh các bạn đã thấy, ngã quỵ. Và vợ bị ngộ độc thực phẩm rồi mọi người ạ. À. Có mặt quá hả? Không thấy được đường luôn á ba ơi. Đi qua quán ngồi em, qua quán mà. Qua đây, qua đây. Ờ, sao mà thấy mà cứ nó đang xoay vào. Nó xoay qua đúng không? Đây, ngồi ghế, ngồi ghế, ngồi lên ghế đã. Anh ơi, chết em rồi. À, có thuốc nhức đầu uống luôn anh cho nó đỡ nhức. Rít ơi, rít. Em chạy qua bên quán game kiếm anh cái gì ngọt ngọt mà anh không rít. Chết rồi, chồng quên. Thẳng chân ra, thẳng chân ra. Chồng mặt quá. Và đang phải nằm để chờ bác sĩ với lại uống trước một cái viên thuốc tha hoạt tính. Tha hoạt tính. Thì hy vọng là sẽ kịp cho cái hành trình tiếp theo của mình. Nếu không kịp thì rất là tiếc. Hy vọng là khỏe. Như vậy thì chứng tỏ là bao tử của chúng ta toàn là bao tử trâu bò. Tại vì mình ăn như vậy mỗi ngày quen rồi. Dạ, nhưng mà có cái điểm gì không anh? Hồi tối là anh thấy có cái điểm gì hay không? Em bác sĩ phẫu thuật phổ ơ rồi đó. Tự nhiên cái đứa bác sĩ dùng đòn hoài. Em dạ. Đó, em á, có đợt lạ ra thì mặc áo bệnh nhân. Là đòn bệnh hai người. Hồi tối mặc bác sĩ phẫu thuật. Ừ. Không, nhưng mà kỳ này thật sự là em đã giàu rồi. Bởi vì á hả, ekip tất cả các anh quay phim đều trực ở đây. Không ai trực đằng kia để có thể quay lại cái khoảnh khắc đó. Chương trình đòi lấy của em không? Không, tự nhiên cái chương trình mà bạn Thắng sản xuất đó làm bắn cho Thắng cái clip nãy đi. Đâu có được. Ờ, cực khổ lắm chứ bộ. Tự nhiên cái content của ta, cái tự nhiên là xin content. Ấy tệ là phải bao nhiêu? Sao mình cứ đổi Lê Dương Võ Lâm không? Rít đây, rít đây. Dạ. Mùa sau mình cứ đổi Lê Dương Võ Lâm không? Dạ có chứ. Đổi thành anh Vĩnh Thụy đó anh. Đổi thành anh Vĩnh Thụy đó anh. Thôi em cho lắc nước cho. Bé Ngơ là em á, một chai đứng rồi, có ga rồi đứng đằng sau con nhỏ sắp có sớm dặn cái ướt hết cái lưng rồi. Thôi ghê luôn á. Rồi anh chồng ý cái lắm nha, thương lắm. Trời ơi, coi đút nữa kìa, thương kìa. Ông đi như bảo mẫu gì. Tự nhiên tự trên xe có người à, anh Giang không có kêu. Tự nhiên kêu ông đi xuống mua nước cho hết hồn tưởng gì chứ. Đi xuống mua giùm anh chai nước. Tức ghê, hay trời. Thưa bà yếu vậy ta? Không phải, bị sao quá, đang bình thường. Đang ok. Hay là nói chuyện quá trời luôn á. Đang ok, cái tự nhiên Giang đi xuống cái nó. Hai đứa mày có khùng không đứa, quay tôi quay nó. Một tí ngân này. Anh Tuấn ổng á, ổng mới mổ ruột thừa mà ổng thích nghe mấy chuyện vui lắm để cho cái ruột ổng. Mà cười lố hơn ta luôn mà. Cười mà ngặt nghẽo. Bây giờ cái vết thương của anh á, nó bị nhiễm trùng ở lộn. Nó bị dị ứng với lại chỉ nhí. Yeah. Về Sài Gòn anh phải lấy, anh gọi bác sĩ, anh phải lấy cái kim anh chọc vô để nặng mũ ra. Mũ ra. Giờ anh đau không? Thì nó hơi thốn thốn đó. Thốn đúng không? Mai lại hơi thốn mà anh còn tăng nó động cỡ lên. Đó nó bọng như phỏng như vậy đó. Em có đem kim chỉ kìa còn không? Em mai cho anh phải về Hà Nội. Anh phải về trại vì mình đang còn ngại mà. Ừ. Dạ, cuối xẻo luôn hả anh ơi? Chưa dạ. Dạ. Có cái ghế, cái gì cho ngồi không? Ê, Phương xỉu là thời gian để mình ngủ đó. Ủa sao tự nhiên yếu vậy ta? Bình thường nó khỏe lắm á. Khỏe không? Anh Giang không phải ngồi, anh ngồi kế anh Giang có cái hơi gì đó. Hơi đó, cười trọng phà quá. Hèn gì không chịu ngồi chung với anh Giang. Không chịu ngồi. Đúng rồi, mà người ta đã nhất quyết ngồi. Từ chối rồi. Mà anh Giang còn lên đây nữa, nó có hợp vô rồi. Cứ hợp vô vậy. Mà Phương nó khỏe lắm nha. Hôm qua chơi khỏe rồi tối ngủ dậy khỏe luôn. Hồi nãy lên đây còn khỏe luôn. Coi cá anh em nhà ổng xịn cái ly coca. Ở cái chai nước của người ta vô. Nghe ông ổng sụt 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 chân ra. Ướt luôn ổng luôn kìa. Cái bụng ổng kìa. Nghiệp ghê. Đường trời nó ướt đít luôn. Ướt cái ghế luôn. Mình có cái thuốc gì cho nó uống ta? Ê, quá. Hỏi nó ngậm kẹo không ta? Hồi nãy mới cho nó ngậm, hay là tại viên kẹo của anh em? Ơi, cho em. Không, kẹo em uống được. Anh Tuấn xuống cho nó... Em ăn kẹo chiên ăn không? Dạ. Em ăn kẹo chiên ăn không?
Mà. Chị có thấy đọc được không? Cô ơi, em ăn kẹo. Kẹo gì vậy? Kẹo người ta là chị ăn vô là đạo được nha. Anh cầm mấy hơn chị Phấn nha. Là chị ho. Anh Tuấn ngồi xuống ông giúp ít cho người ta nhưng mà người ta đang mệt, người ta cần không khí á. Ê, mệt, ê, mình nặng nha. Ê, có chừng bị hạ canxi không? Hạ đường huyết không? Thôi mình xuống rồi, có giúp ít được gì không? Đang mệt. Nhà Phương đang có dấu hiệu rất mệt. Đó. Và hiện tại ba lon nước ngọt được tiếp tế cho Nhà Phương. Cái bé nón trắng chính là Thúy Ngân ạ. Đó, tôi đang cập hợp tình hình. Hiếu thứ hai thì lơ ngơ láo ngáo không biết gì xảy ra. Ôi, rồi mình Tuấn lăn xăng lấy cái ghế lại để cho Trường Giang có thể ngồi kế để mà chăm sóc được Nhã Phương. Ngô Kiến Quy cũng đang rất lăn xăng nhưng cũng không giúp ích được gì. Và hiện tại đội biên tập đang alo bồ đàm khắp mọi nơi để tìm y bác sĩ lại có thể hỗ trợ Nhã Phương, bởi vì Nhã Phương có dấu hiệu say xe. Mọi người đang bu xung quanh. Ngô Kiến Quy vẻ mặt rất lo lắng và dẫn đi mời nước ngọt bạn bè xung quanh. Bồ Đàm thì nói chuyện liên tục để mời những đội ngũ y tá có thể tới đây để phục vụ. Chết rồi, chúng tôi đã bị phát hiện rồi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.